Cuộc đời là những chuyến đi, với mình quan điểm đó chính là hãy đi thưởng lãm, thăm thú, xê dịch những địa danh trong nước trước khi đi du lịch ra nước ngoài. Bởi vậy thì trong chuyến đi lần này thì Phan Hoca sẽ đi đến Phú Yên, nơi có gành đá đĩa duy nhất của Việt Nam và cũng là quê hương của người Chăm Pa.